kết hợp với thằng siêu lông súp be kích gãy cực kỳ mạnh. Nó vừa kích gãy vừa cải tạo đất, vừa hạ phèn ổn định pH cho mình. Đó, bung đọt ra gãy cực mạnh nha. Xanh dày lá luôn, có lăn vô là nó xanh lá à. Combo này là 600 lít nước nè anh Nhật. 310. 600 lít. Còn nếu mà anh muốn xài cái dòng 5 lít để tiết kiệm hơn thì em có luôn nha. Nó 5 lít anh cũng có thể phối chung như này. Không kích bằng humic à. Humic kích cũng được, humic kích cũng được. Nói chung là humic anh kích gãy được, dưỡng gãy được. Nhưng mà để kích mạnh hơn, anh kích thằng lăn này nó mạnh hơn humic. Cái thằng lăn kích gãy mạnh hơn humic nha. Humic thì nó thiên về, nó cũng kích gãy nhưng mà nó không bằng lăn. Nó thiên về dòng dưỡng gãy nhiều hơn. Đó, combo này nè. Với loại combo này anh kích á, nó mập đọt lắm nha. Có lăn vô mập đọt mà xanh lá lắm. Một combo này 310 pha 600 lít nè anh Nhật.